Vâng, xin chào cả nhà. Những bác nào đang thích máy cày Inter tức là National các bác nhá. Đấy, máy của Nhật. Vâng, 454. 454 rất đẹp. Vỏ cái 14928. Vâng, và tiếp tục là chiếc đầu này là National các bác nhá. Ra tiêu nổ ạ. Và của anh là của anh ấy gì đó thì em không biết, nhưng mà chiều ngang của thùng là 2 m, dài 3 m, có bứng đàng hoàng các bác nha. Đấy, cầu zin, số zin khơ các bác nha. Đấy, vỏ bánh đôi, đấy vỏ như trong hình, bởi vì video này là của người cháu ở Ninh Thuận gửi qua la du cho chú Tuấn bán giùm. Đấy, vỏ là 8 25 20 có nhá. Đấy, tuyệt vời, cầu tất cả các thứ đang trong xe xe và đầu và máy đang zin. Đấy, số zin luôn các bác nhá, số zin khơ luôn ạ. Đấy, xe đang trong tức là tình trạng hoạt động rất tốt, nhưng vì điều kiện máu chơi và đam mê bán rẻ 110 triệu. Cho bác nào thích 454 Inter Milan tức Nati Channel. Đấy, vừa cập bến Đông Cơ bảy ghi các bác nhá. Đây, National màu đỏ chót chật chọt, chét chẹt chẹt luôn, máy quan đỏ chét như gái 17. Đấy, thằng cháu nó máu quá, bảo một chú Tuấn đấy lên cho con và bán. Đấy, xe có mui và vỏ là 14928. Rồi, vỏ bánh sau 8 25 20. Rồi, mọt rất đẹp. Nói về cái mọt này thì xịn sò các bác nha. Đây, cao 75. Đây, thùng rộng 2 m, dài 3 m. Rất mong các bác nào hưởng ứng và xem, mau thông cảm cho cháu, bởi vì cháu nó quay qua la dô gửi qua cho chú Tuấn. Cho nên mong cả nhà thông cảm. Bác nào cần gọi điện cho em 0394 326 198, em đã gửi số của cháu đó vào trong tiêu đề, các bác gọi luôn các bác nhé. À, số của cháu đó trên tiêu đề em đã gửi lên, và mong các bác điện thoại trực tiếp với cháu, về cháu ở mãi Ninh Thuận rất xa, mà chú Tuấn thì ở trong Bình Phước, cho nên đôi khi có những video chưa được chuẩn, mong các bác thông cảm. Và cuối cùng em xin chân thành cảm ơn thay mặt lời của cháu, cảm ơn đến các bác nào đang cần thì alo cho cháu, mong các bác thông cảm và vui vẻ trong cuộc sống, thương lộ bình an, gặp nhiều điều hạnh phúc. Xin hẹn và ngày gặp lại, xin các bác thông cảm cho em.